Agile là một phương pháp phát triển phần mềm linh hoạt là một hướng tiếp cận cụ thể cho việc quản lý dự án phần mềm nó gồm một quá trình làm việc tương tác và tích hợp để có thể đưa sản phẩm đến tay người dùng càng nhanh càng tốt trong các dự án phần mềm đặc biệt là các dự án chúng ta sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong việc thu thập đầy đủ và chính xác các requirement của product để lập plan tốt ngay từ đầu có quá nhiều vấn đề gây ảnh hưởng đến việc phát triển phần mềm mà chúng ta không lường trước được ví dụ như những vấn đề có thể đến từ những yếu tố như kinh doanh kỹ thuật con người thời gian ra mắt